Ngày hôm nay nếu mà thực hiện cái bánh nó thành công, Vi sẽ nhờ chương trình chụp hình lại mình... và đem cái hình đó đi kêu gọi người yêu cho Song Luân. Mình cấp đông chứ chị? Cấp đông luôn, cấp là đông để luôn. Từ năm này qua năm đúng khác. Đúng rồi, khi có yêu đem ra đưa liền. Trời, tính vậy luôn. Chất béo cho vô sau cùng là công thức của chị, còn chất béo vô đầu tiên là công thức của gia đình em. Em nghĩ gì về con bé em của chị? Thôi em quá thập tiếp. Bèo béo, thơm thơm, lại còn xinh xắn, đáng yêu. Không biết có ai đã bị xao xuyến bởi chiếc bánh kem này chưa nhỉ? Thôi được rồi, coi như là mỗi năm á, đến sinh nhật của bạn gái mình, người yêu mình thì mình cũng không cần phải tốn tiền đi mua bánh kem đâu, mình làm luôn. Trời ơi, vừa làm một cái bánh kem xong rồi tặng em. Đây là món bánh kem dâu tây anh tự làm, hốc liền. Đúng rồi. Bạn trai em giờ mà làm như vậy với em là em kiểu rung động, giả mang ngã liền, cũng ngã liền. Giờ chỉ còn có một cái bước cản trở thôi. Cái gì? Là đi tìm người yêu em chưa có. Khó quá vậy không sao. Ngày hôm nay nếu mà thực hiện cái bánh nó thành công, Vi sẽ nhờ chương trình chụp hình lại mình... và đem cái hình đó đi kêu gọi người yêu cho Song Luân. Mình cấp đông chứ chị? Cấp đông luôn, cấp là đông để luôn. Từ năm này qua năm đúng khác. Đúng rồi, khi có yêu đem ra đưa liền. Trời, tính vậy luôn hả? Anh bây giờ chưa có người yêu. Anh Luân anh xạo quá chị ơi, chứ anh Luân đẹp trai như vậy nghĩ sao mà không có người yêu chị, hay là khó tính quá? Khó tính quá. Với con mắt gọi là nhà nghề của mình đó chị, chị nhìn chị có thể đoán được là khả năng ai sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay không? Chắc trai đẹp thắng quá. Trời ơi. Đây, thôi bây giờ mình đi qua mình coi thử bên đây đi chị. Coi thôi chứ không có chỉ nha chị. Chưa có khó khăn gì mấy. À, cái này là làm mứt nè. Ủa sao mình không bầm cho nó nhuyễn ra? Mình cắt chị chi cho nó bự vậy? Đâu tí sên lên mà. À vậy hả? Tại không coi clip không biết. Chị muối đâu ta? Vậy ủa thôi. Sao muối cho chút xíu vậy? Chút xíu thì có ý đồ. Rung chuông xinh cái hả? Định lượng sẵn hết giùm rồi mà còn thắc mắc nữa. Ít quá. Trời đất ơi. Ít quá à. Ừ, lát làm bánh kem ngọt và bánh kem mặn đi nha, là tôi không ăn đâu nha. Bạn hỏi gì chị cũng không được trả lời nha. Chị đừng có hả bệnh nghề nghiệp. Biết lấy lòng phụ nữ lắm. Hồi nãy chị thể hiện cái sự là chị để ý người ta hơn chi. Chị thiên vị bên này hơn là không có được nha. Nhỏ em nó khổ từ nãy đúng giờ rồi đó. Đây là đã định lượng sẵn hết rồi đó mọi người ạ. À. À, có bao nhiêu cứ chơi hết là được nha. Trái trứng là đủ rồi phải không ta? Không biết nha. Bớt đi. Chị. À, tóc chị... À... Bỏ đi, tóc chị tôi lo. Coi chừng nó văng tung tóe nha. Dạ. Bên Song Luân bắt đầu là thấy nhuần nhuyễn lắm rồi. Đến công đoạn đánh trứng rồi. Hết trứng luôn á. Chưa có đủ trứng á. Trời ơi kìa. Nghe người ta nói chưa? Ủa? Phải đập hết trứng luôn. Chưa có đủ trứng. À, là cho định mọi lượng người rồi, nhớ nha rồi. Những cái gì ở trên bàn là đã định lượng sẵn hết rồi, chứ không phải chưng cho đẹp nữa. Là dầu ăn cho hết luôn hả? Không, bớt hỏi. Mình đừng có nhìn bên đây quá. Lâu lâu mình phải nhìn qua bên đây nữa chị. Nhìn qua bên đây cho con bé nó được an ủi. Thường là người ta phải đánh nó lên một chút. Có dầu ăn không ta? Đâu có nhớ là có dầu ăn không ta? Có ghi lại không? Ý là lúc nãy dầu ăn nhưng mà không lúc đó có cho dầu ăn không ta? Chắc có đó, thôi chọc miệng. À, tại sao mình không rung chuông ta? Ừ. Ừ. Thôi. Ủa mà cho vô rồi rung chi? Ờ, ha, rung kìa. Ê, nhưng mà bây giờ rung đi. Biết đâu vớt ra được không? Ok, ok, cố. Được rung có một lần thôi đó. Một lần hả? Ừ, đoạn khó nhất chưa? Mình lỡ đẩy lỡ rồi phải không? Ủa, vậy là có rung không? Thôi coi như là chưa rung đi. Đoạn sau còn khó lắm. Ủa gì vậy chị? Trời đất ơi. Ủa, chị, em biết chị muốn nói gì em điều gì em bắt chị muốn nói cái gì với em luôn mà. Kiểu mà tức không nói được á. Bây giờ chị nhìn em, chị nói với em mà chị phải bóng gió như thế nào đó để chị chỉ người ta. Nhưng mà chị không được chỉ trực tiếp người ta một cách lồ lộ quá. Chị nói với em thôi. Không, bây giờ chị đổi qua đây. Chị nhìn mặt em thôi.
nói cái gì đó giống như là nói phong long vậy đó, ai dính ai dính kiểu vậy đó. Thường á là mạnh á, cái mà chắc béo á cho vô sau cùng, cho vô sau cùng. À sau khi làm xong cái gì chị nói cái gì nói phong long vậy đó, ai dính ai dính kiểu vậy đó. Thôi chắc là cho rồi, cho hết luôn đi, kệ đi. Chắc béo cho vô sau cùng hả? Không biết. Nguyên một cái chén dầu vô đây rồi. Em chưa cho, em chưa cho. Em có nói lại cái đó rồi. Chất béo cho vô sau cùng là công thức của chị, còn chất béo vô đầu tiên là công thức của gia đình em. Ủa chị, bây giờ lỡ như mình cho chất béo vô trước rồi thì nó có bị ảnh hưởng gì không? Cái bánh của mình nó sẽ không nổi lên. Không nổi lên. Đúng rồi. Nó thay vì mình nướng vậy thì nó sẽ nổi cao lên, bánh nó rất là đẹp. Còn nếu mà cho vô trước. Cho em xin dĩa bột mới với trứng. Không, bỏ đi. Bây giờ từ từ người ta hỏi tiếp, cứ làm đi. À, với lại khả năng của nó sẽ bị chai. À, nó bị chai là không ngon thôi, chứ không phải là không ăn được. Đúng rồi. Sao thấy cảm giác bây giờ em làm việc giống như vô nghĩa quá. Bây giờ nó vô đây hết nguyên chén dầu rồi. Tóm lại là không có cách nào khắc phục. Không có cái lối ra luôn rồi. Tại vì cái bánh này khó cho nên mới vô gì đó nha. Ây da, khó thiệt chứ. Giờ chị, béo nó vô rồi, nó bọt quá rồi. Cho em xin đóng bột mới. Không, yên tâm, vẫn nướng được mà. Được, nướng được. Thiệt sự là lần đầu tiên em làm bánh luôn á. Em chưa bao giờ làm bánh luôn á. Thì bởi vậy sau này làm cho người yêu ăn, người yêu mới cảm động. Thì chứ chắc cái bánh này em đóng băng lại luôn quá. Chừng nào có người yêu lấy ra tặng. Mà bây giờ khó là bây giờ kiếm hoài chưa có người yêu nè. Không, bây giờ chào mời nè mọi người ơi. Xong luôn chưa có bồ, xong luôn chưa có bồ. Bán em đi. Ủa mà tại sao chưa có bồ? Em nói không ai tin á, em nghĩ em có người yêu. Mà càng nói càng người nghĩ vậy à, em càng lý ế. Do, đúng rồi. Lý do mà bị ế đó là ai cũng nghĩ là xong luôn đã có người yêu rồi. Cho nên người ta ngại làm quen. Em ế 3-4 năm nay rồi. 3-4 năm luôn? 3-4 năm nay rồi. Trời đất ơi, tồn kho gì mà lâu dữ. Quá thật luôn rồi. Em nghĩ gì về con bé em của chị? Thôi em quá thật tiếp. Trời đất ơi. Ủa sao bên kia làm cái gì mà ồn ào quá ha? Trời chị thiệt luôn á, muốn tỉa lại cái hình đó ghê luôn á. Đứng mà vậy nè, ví dụ mà chị công khai đi em không tức. Ngon 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 nè, há miệng ra đây cho miếng. Ngon ơi, không có ngọt đâu. Nhưng mà sao thấy nó béo ghê? Nó béo ghê là nó dở hả? Cái công đoạn mà quét kem lên bánh cũng là một công đoạn khó luôn. Chính xác, chính xác. Vi nghĩ là cái công đoạn đó là một trong những cái công đoạn quyết định cái bánh luôn á. Chết rồi, em cho màu xanh nhiều quá, giờ cái kem nó đen thui rồi nè. Cho em xin miếng màu đỏ chị ơi. Cái bánh em thành cái bánh sô-cô-la đâu mà. Trời ơi, cái bánh rất là, cái màu rất là đàn ông luôn á. Chết rồi. Thôi mình làm theo cá tính của mình, thấy không? Thôi em xem với. Thằng người yêu mà nó đen quá chị. Ủa gì đây, màu gì đây anh? Anh cũng chưa biết nữa. Nói nghe nè, rảnh không? Mình cũng giới hạn thời gian đó nha. Đó, cho nó hết luôn, cho nó đỏ. Ồ, ghê chưa? Hồng liền. Lên màu pastel nha. Màu hồng pastel đẹp nha. Màu này xịn nha, màu này màu quê của năm nha. Cái bánh kem này nó hơi mập mập ha. Chết rồi, cũng khó đó. Trời ơi. Chưa xong được cái bánh của chương trình mà bắt đầu phá cách rồi. Hết giờ. Trời ơi. Tăng tăng. Đây là ý đồ của em. Ôi, thuyết trình, vô. Em là em lấy cái bánh kem này để em tặng cho người vợ tương lai của em. Tại sao em không làm một cái bánh kem bằng phẳng, em làm được chứ. Em gạt nãy giờ là được phẳng chứ chị. Nhưng mà nó tượng trưng cho những cái gồ ghề, những cái sóng gió mà em phải va vấp phải á chị. Nó nhiều đến nỗi mà nó nhiều như cái kem nè. Chị thấy không, nhìn nó đâu có bằng phẳng đâu, cuộc đời em nó cũng vậy đó chị. Bốn cái này là có lý do luôn, chứ phải là muốn đặt sao đặt đâu. Thôi đi, hồi nãy em thấy em làm rớt nha. Có đâu. Hai cái trái dâu này á, tượng trưng cho em và vợ em. Sau này đẻ ra dù gái hai trai, chỉ hai là đủ không? Lên trên này đâu, hai đứa con. Trời, em công nhận cái bánh của em cắt nó dịu y chang cái bánh của chị luôn á.
Ủa mà nãy món cắt bánh của chị đâu? Nãy chị tự cắt mà. Em nhìn thấy chị cắt nó dịu cỡ em nè. Trời ơi, không tin luôn á. Ê, cái bánh nhìn nó y chang cái bánh của chị làm luôn á. Chị lại cười. Chưa ai ăn luôn, ăn tự mình ăn luôn. em quên. Dạ, em lấy cho chị miếng nè. Đây, khúc khúc trên này. Mình phải lấy cái phần mà tinh túy nhất hiểu không? Nó tinh túy nè. Nội mà cái bánh sắn mà nó rớt ra làm vậy là em thấy là hơi nó sai. Nó dẻo quá, nó mịn, nói chung là nó vừa tới luôn á, nó không có bị quá lửa luôn á. Cái bánh của chương trình còn không ạ? Một lát cho em xin ạ. Em muốn lấy lại cái hương vị ban đầu ạ. Chị cười bẽn lẽn không biết phải nói sao. Chị cứ nói thẳng đi ạ, không sao nói đâu thẳng chị. Luôn chị, không dĩ hòa vi quý nữa chị. Nói thẳng đi chị. Mới làm mà lần đầu tiên. Dạ. Như vậy thì rất là tốt. Dạ. Về cái vị bánh á thì cũng ngon. Dạ. Chị lại vuốt nữa rồi. Hai người ngon đều nhau. Trời ơi. Cái bánh này lúc nãy thì mình cho dầu trước nên bánh của mình cái hơi bị khô một chút. Dạ. Cái vị mứt của mình á thì nó hơi mặn một chút xíu. Dạ. Dạ. Rồi, nhưng mà kem, nó kem. Cũng có cái độ đậm đà riêng. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Còn kem chị? Cái kem thì quá nếu mà nhiều mình chỉ à. Ăn phần này không thì nó ngon. Mà trên thì nó hơi nhiều chút xíu. Ê, tính ra nãy giờ chị chê không chứ đâu có khen đâu. Nhưng mà không, nhưng mà nếu mà cái người mà thích ăn béo á thì sẽ cảm thấy cái bánh này rất là ngon. Dạ. Tuy là hơi khô nhưng mà phần kem nhiều nó khéo lại thì nó cũng vừa. Dạ, cũng vừa. Nói chung hòa chung quy lại là nói chung cũng được. Nếu mà chấm điểm thì sẽ được 8 điểm. Xin chúc mừng.